Hôm nay mời quý bà con cùng chúng tôi test súng phun xương cao áp Takeo TK3X, gắn cho bình xịt điện để xịt cho vườn ổi. Bà con có thể thấy là xương ra rất là mịn và đều, độ khuếch tán rất là rộng. Bình xịt điện kết hợp súng phun xương cao áp Takeo TK3X giúp bà con xịt diện tích nhanh hơn, đều hơn và không mất nhiều thời gian. Hiện tại chúng tôi đang test tại một vườn ổi, ổi đang cao khoảng tầm 3m đến 3m rưỡi, nhưng mà máy có thể xịt lên tới ngọn cây một cách cực kỳ dễ dàng và nhanh chóng. Súng phun xương Takeo TK3X có hệ thống cánh quạt và motor kết hợp với nguồn điện của bình xịt điện acquy, giúp cánh quạt đẩy hơi nước ra dạng xương và mịn hơn. Súng phun xương cao áp Takeo TK3X được bảo hành chính hãng 18 tháng. Máy tiện dụng, nhỏ gọn và dễ sử dụng, ít hỏng hóc. Đây là một dạng súng phun xương mới nhất trên thị trường, rất phù hợp cho bà con trồng cây công nghiệp, cây nông nghiệp và các loại hoa màu. Bà con có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi, số điện thoại bên dưới video. Kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ tư vấn cho bà con chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất để đáp ứng nhu cầu của bà con.